Chí cả máu và thịt của chúng ta. Trong quá trình học tập, hoạt động phong trào, chúng ta đã cố gắng hết sức để đạt được những thành tích mà chúng ta chưa đạt được từ trước tới giờ. Và lần này, đó là cuối 3 năm cấp 3. Dù sau này chúng ta đi đâu, về đâu, có thành công hay vấp ngã, chúng ta hãy nhớ về nhau và nhớ về lớp A3K40 các em ạ. Và sau đây chắc chắn rằng chúng ta sẽ nghe những cái lời tâm sự của người đã cùng thầy và cùng các em trải qua suốt 3 năm qua, bao vất vả, khó khăn bạn ấy đã cùng chịu với các em và giúp đỡ thầy, đó là lớp trưởng của chúng ta. Và chúng ta sau đây sẽ lắng nghe ý kiến của lớp trưởng Mộng Tiền. Xin mời em. Xin chào các bạn. Mình cũng không biết nói gì hơn.
có nhiều lúc thì mình cũng bực bội hay chửi các bạn chậm trễ, nhưng mà cũng không có gì hết. Chỉ mong là lớp mình làm đúng tiến độ của nhà trường và được ăn thử. Tuy là cái thời gian của mình là chỉ có mấy tháng, nhưng mà nếu mà số ngày thì nó rất là nhiều. Cũng thời gian còn lại cũng không được bao nhiêu, thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực học tập cùng nhau để được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Mong các bạn đều đạt được những cái nguyện vọng của các bạn. Và như thầy đã nói thì sau này chúng ta dù có đi đâu hay là về đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nhớ về lớp với nhau. Hãy nhớ là những tiết học lý chúng ta giấu những cuốn tài liệu của thầy chẳng hạn, và không cho thầy giải chúng ta nữa thì bị tiếc. Hay là cũng như cắn hướng dương trong khi tiếc thầy chẳng hạn. Đó là những cái niềm vui mà chúng ta phải nhớ về nhau. Cô không biết nói gì hơn thì với cương vị là lớp trưởng thì mình xin chúc tất cả các bạn đạt được nhiều nguyện vọng, và hãy cùng nhau nhớ về chúng ta, nhớ về thầy chủ nhiệm, hãy nhớ về những câu nói như là hãy lên đâu bạn, để chừng nữa về thì sẽ thấy một người tóc bạc như thầy chẳng hạn, thầy thường vui đùa. Mình thì cũng đại diện cho lớp xin cảm ơn thầy, dù là một năm nhưng thầy đã nỗ lực và đã giúp đỡ chúng em rất là nhiều, dạy cho chúng em khôn lớn từng ngày và luôn che chở cho chúng em. Chúng em xin đại diện lớp cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Thật sự không biết nói gì hơn, thì các bạn đây đã giúp em rất là nhiều, đặc biệt là bạn Quốc. Bạn ấy đã giúp đỡ em trong mọi việc, như là từ học tập đến chơi game, nhiều thứ. Và bạn Thu Linh thì bạn đã giúp cho tổ và những cái hoạt động phong trào mà thầy cô đã giao cho tổ và đã làm rất là tốt. Rồi em cảm ơn tổ một. Lớp em tuy rằng là một lớp được chuyển từ rất nhiều lớp, từ các bạn mà rất nhiều lớp chuyển đến không là một lớp hoàn hảo từ 3 năm qua. Chúng em có nhiều mâu thuẫn với nhau từ đầu năm, không hiểu nhau. Nhưng qua cuộc thi vừa rồi thì chúng em đã trưởng thành hơn. Đã hiểu nhau và biết chia sẻ với nhau, biết thông cảm và biết tranh thủ vì nhau hơn, chứ không còn đúc thời giờ dây thun nữa. Mong các bạn vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn luôn nhớ về những giây phút của ngày hôm nay, vẫn luôn nhớ về top 12, 3, vẫn luôn nhớ về một ngày quán quân của cuộc thi. Có lẽ 3 năm cấp 3 đây là khoảng thời gian mà em đẹp nhớ nhớ. Em xin cảm ơn. Nhiều khi trong học tập á, các bạn nói chuyện hay là làm việc riêng, đôi khi các em cũng vậy. Nhưng em la các bạn, em hay quạo, cũng mong các bạn bỏ qua những chuyện của hôn nhân. Cái đó không phải là lỗi của một bên, chắc có lẽ cũng là lỗi của em. Nhưng đến đây em xin lỗi bạn hôn nhân. Còn sau này á, còn vài tháng nữa chúc các bạn tất cả trong lớp chúng ta ai cũng đậu tốt nghiệp, ai cũng đậu vào trường đại học mà chúng ta mong ước. Chúc các bạn trong kỳ thi tiếp theo là sẽ thi được điểm tốt và tất cả các bạn trong lớp một được gặp các bạn trong năm học năm nay là điều tuyệt vời trong cuộc đời của em. Còn vài tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp, em mong tất cả các bạn sẽ được đậu tốt nghiệp và đẹp và đậu lại trường đại học mà mình đã mong muốn. Xin cảm ơn các bạn. Ta phải cùng nhau nỗ lực, cố gắng cùng nhau để đạt được ước mơ cao nhất là đậu được đại học. Thôi, tới đây thì em xin cuối lời.